Thưa quý vị, nhằm tiến tới đạt mục tiêu tăng miễn dịch cộng đồng bằng vaccine, tỉnh Tiền Giang đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng là học sinh, các trường trung học cơ sở và trẻ em. Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ 2 mũi cho đối tượng này đạt 100% vào đầu tháng 12 năm 2021. Khi Bộ Y tế cấp đủ vaccine, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thống kê, lập danh sách đầy đủ trẻ em trong nhóm đối tượng tiêm chủng trên địa bàn theo từng nhóm tuổi và không để sót đối tượng. Trong đó, lưu ý lập danh sách tiêm chủng cả những trẻ giảng lai, trẻ lang thang cơ nhở, không có hộ khẩu thường trú, nhưng có mặt tại địa bàn trong thời gian tiêm chủng. Tỉnh hiện có khoảng 145.000 trẻ em trong lứa tuổi này. Còn tại tỉnh Bình Phước, trong ngày hôm qua, cũng đã có hơn 48.000 người từ 16 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 với loại Pfizer-BioNTech mũi 1 đợt năm 2021. Trong đợt tiêm chủng này, toàn tỉnh tổ chức tiêm 48.506 liều vaccine mũi 1. Đối tượng được tiêm vaccine trong đợt này là người có độ tuổi từ 16 đến 17, gồm học sinh lớp 11, 12 và trẻ không theo học trong buổi tiêm các đối tượng chưa có mã định danh công dân vẫn được tiêm trên cơ sở có sự cam kết của bố mẹ người giám hộ